Này anh kia, thích em mà sao không nói vậy, con trai mà mày đặt ngại à, em chủ động luôn rồi nè, tỏ tình em đi hay còn ngại, vậy để em tỏ tình nha, anh làm người yêu em nha. What the hell? Nhưng mà anh có thích em đâu. Bạn thân em nói. Ở một diễn biến khác, chuyện này là sao đây em? Hôm qua em với cậu ấy đi ăn, em thấy anh cứ nhìn nó mãi, nên em nở hì hì. Anh nhìn em. Hả?